Evisor nói về cách đo không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới Evisor cho biết thu thập dữ liệu ở Việt Nam từ nhiều trạm đo thuộc chính phủ và phi chính phủ. Evisor là tổ chức tổng hợp lớn nhất về dữ liệu chất lượng không khí. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ các trạm kiểm soát không khí từ chính phủ và phi chính phủ khắp trên thế giới. Louis Scott, phát ngôn viên của Evisor, nói với phóng viên. Theo bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí xấu nhất thế giới trên tổng số 10.000 thành phố được quan trắc của ứng dụng Evisor vào 8 giờ ngày 26 tháng 9, Hà Nội ở vị trí số 1, chỉ số AQI luôn trên 200, mức xấu. Ngay sau là thủ đô Jakarta của Indonesia và Thành phố Hồ Chí Minh. Quát cho biết tại Hà Nội, AQI Evisor thu thập dữ liệu từ 14 trạm kiểm soát không khí, gồm có 10 trạm thuộc chính phủ, đó là mạng lưới quản lý chất lượng không khí Hà Nội, Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, các tổ chức phi chính phủ gồm 3 đối tác của Evisor, Evisor Contributor, trong đó có một tổ chức đối tác do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh vận hành. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, AQI Evisor có dữ liệu từ 7 trạm gồm Lãnh sứ quán Mỹ, các tổ chức phi chính phủ của các đối tác của Evisor, một đại học và các trường học. Mỗi kết quả ở mỗi trạm có sẵn trên website của app của AQI Evisor. Địa điểm của mỗi trạm có thể xác định được. Ở mỗi trạm, các chỉ số thu thập theo thời gian thực, chất ô nhiễm được đo và dựa theo chỉ số chất lượng không khí của Mỹ. Chẳng hạn, độ tập trung PM2,5 là 102,2 microgram trên mỗi mét vuông ở Hà Nội lúc 7 giờ sáng nay được coi là không tốt cho sức khỏe theo US Air Quantity Index. Chúng tôi công bố thông tin theo thời gian thực tế để mọi người cập nhật và có biện pháp cần thiết tự bảo vệ mình, Quát nói. Về biện pháp khắc phục, người phát ngôn của AQI Evisor cho rằng điều quan trọng nhất là tăng cường sự nhận thức. Khi mọi người nhận biết chất lượng không khí là không tốt cho sức khỏe, họ sẽ yêu cầu có hành động ngăn chặn, và điều đó đã diễn ra ở nhiều nước và thành phố như Bắc Kinh, Trung Quốc, Quát nói.